cho chị em phụ nữ của chúng ta những thông tin thật thú vị. Đây là bản tin cập nhật những xu hướng thời trang trending nhất trong tháng. Đừng bỏ lỡ những tập mới nhất của Xu Hướng Cộng trên kênh YouTube và Facebook của Insider nhé. Và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính hấp dẫn như sau. Phần 1. Những gam màu thống trị thời trang năm 2021 không thể bỏ lỡ. Phần 2. Cách phối đồ cho quần sọt. Phần 3. Tiếp chụp hình quán cà phê. Bây giờ, hãy cùng Yến Phi đến với những màu sắc thống trị thời trang trong năm 2021. Hãy cùng điểm qua 4 xu hướng màu thời trang năm nay nhé! Đầu tiên là màu trắng. Màu trắng được các nhà thiết kế và brand lớn hàng đầu thế giới đang lựa chọn để lên ngôi trong năm 2021. Cùng nhìn những hình ảnh để thấy được độ hot của màu trắng đối với các thương hiệu lớn, họ đã cho ra mắt những sản phẩm như thế nào nhé. Màu trắng được dự đoán là xu hướng thời trang năm 2021. Tông màu này đã xuất hiện trong các bộ sưu tập của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Zara, Hermes. Màu trắng ngà tuy đơn giản nhưng giúp tôn lên vóc dáng. Bộ váy sang trọng và thần thái quý phái, từ quần tây đến váy loe, từ sơ mi đến giày, tất cả đều mang đến vẻ thanh lịch và sành điệu cho người mặc. Những mảng màu cảm hứng. Ở các màu cảm hứng này, chúng ta không thể bỏ qua được bộ sưu tập của nhà Dolce & Gabbana và Dior. Mùa thời trang xuân hè 2021 đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của làng mốt sau một thời gian đầy biến động. Bao gồm một bảng màu phong phú và tinh thần tương lai tươi sáng được các nhà thiết kế đưa vào bộ sưu tập. Các gam màu nhạt được sắp xếp ngẫu hứng cạnh nhau trên nền vải trung tính, tạo nên tổng thể hài hòa, bắt mắt. Cách phối màu ngẫu hứng dàn trải trên các thiết kế cơ bản như chân váy, áo khoác, quần công sở. Từ đầy đủ bố cục như họa tiết baseline giáp cạnh của Dior, kẻ sọc thẳng tắp của Adidas cho đến những khối màu trừu tượng bất quy tắc trong bộ sưu tập của Aris. Màu hồng phấn sẽ là gam màu tiếp theo góp mặt trong xu hướng màu sắc thời trang năm 2021. Tuy gam màu này có vẻ bánh bèo, nhưng nếu biết phối với các phụ kiện phù hợp, thì bạn sẽ được trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ ngọt ngào, thanh lịch đến cá tính, quyến rũ. Màu hồng phấn cũng là một gam màu pastel dịu dàng, tao nhã, nên phù hợp với mọi tông da và ít kén người mặc. Vì thế, nhiều nhà tạo mốt đã lựa chọn đây là tông màu sẽ lên ngôi trong năm 2021. Cuối cùng là màu xanh cổ điển. Trái ngược với tông đỏ quyền lực và có phần dữ dội, tông xanh của mùa thời trang xuân hè thiên về vẻ đẹp thời thượng và cao cấp. Với sắc độ sáng hơn Classic Blue một tông, Nobility mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu, đồng thời có ý nghĩa hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Ngoài ra, cảm hứng thời trang vị lai cũng giúp màu xanh cổ điển trở thành đại diện cho bảng màu của phong cách hiện đại. Chúng ta đã cùng điểm qua những xu hướng màu thời trang không thể bỏ lỡ trong năm 2021. Bạn yêu thích nhất màu nào? Hãy chia sẻ với Xu Hướng Cộng. Còn bây giờ, chúng ta đến với bản tin tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với phần 2 của Xu Hướng Cộng hôm nay. Cùng đồng hành ở phần 2 này, hãy chào đón cô người mẫu xinh đẹp Quế Anh. Cô nàng sẽ hỗ trợ Yến Phi rất nhiều ở phần phối đồ và tạo dáng của các số trong chương trình. Với những cô nàng yêu thích sự năng động thì quần short cạp cao luôn là một item không thể thiếu vì dễ mặc cũng như rất dễ phối đồ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phối đồ sao cho cực chất với quần short nữ cạp cao. Vì thế hôm nay, Yến Phi sẽ mang đến cho các bạn một vài bí kíp phối đồ với quần short nữ cạp cao chuẩn không cần chỉnh. Dễ mặc, dễ phối, dễ mua, quần short nữ cạp cao được xem là giải pháp giúp các cô gái chinh phục mọi ánh nhìn. Sau đây là hai cách phối đồ đơn giản nhưng cực đẹp mắt cho các nàng. So với những loại áo thông thường thì áo kiểu dễ dàng thu hút được sự quan tâm, chú ý của mọi người. Nhờ kiểu dáng độc đáo, lạ mắt và cũng rất đẹp mắt, áo kiểu được nhiều cô gái gửi gắm niềm tin trong phong cách phối đồ với quần short. Khi mix hai loại trang phục này cùng nhau, áo kiểu sẽ mang đến cảm giác duyên dáng, tinh tế của tuổi xuân thì, còn quần short đem đến hơi thở tự do, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng mùa hè. Quần short kết hợp với áo 2 dây, với chất liệu thoáng mát, thiết kế với kiểu dáng 2 dây giúp tạo được sự sexy, quyến rũ và vô cùng cuốn hút. Áo 2 dây với quần short được xem là bộ đôi hoàn hảo nhất mà bạn có thể diện khi đi dạo phố, mua sắm.
Đây là cách phối đồ mang đậm phong cách sporty đầy năng động, cá tính, nhưng cũng không kém phần quyến rũ, bắt mắt. Với hai set đồ mà người mẫu đang mặc, việc lựa chọn phụ kiện đúng với outfit là điều rất quan trọng. Để làm nổi bật outfit của mình hơn, chúng ta có thể kết hợp với giày thể thao hoặc sandal xỏ ngón. Khi chọn những chiếc quần sọc thì chắc hẳn các nàng đều muốn sự thuận tiện và thoải mái, dễ dàng hoạt động, nên đôi giày thể thao sẽ là một sự lựa chọn vô cùng thích hợp. Còn nếu bạn là người yêu thích kiểu nhẹ nhàng thì có thể đi kèm với giày sandal. Với outfit này thì đừng bỏ quên chiếc túi vải to te sẽ giúp set đồ mà các nàng đang mặc không bị nhàm chán và tẻ nhạt. Vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua hai cách phối đồ cực chất với quần short nữ cặp cao. Hy vọng các nàng đã tìm được phong cách yêu thích. Bây giờ hãy cùng Miễn Phí đến với phần 3 nha. Chụp ảnh là sở thích chung của hầu hết giới trẻ ngày nay. Khi đi du lịch, đi cà phê, shopping hay bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có view đẹp. Vậy thì làm sao để bức ảnh của bạn trông đặc biệt và thu hút hơn? Hãy cùng tham khảo một số cách tạo dáng chụp ảnh mà Xu Hướng Cộng sẽ mang đến cho các bạn trong số này nhé. Tạo dáng dạo phố tự nhiên. Bạn đang diện một chiếc quần có túi thì đây là vị cứu tinh cho đôi bàn tay khi không biết cách tạo dáng sao cho tự nhiên. Chỉ việc đặt nhẹ tay lên túi quần là bạn đã có bức hình chất với kiểu tạo dáng thật xanh điệu. Với kiểu dáng này, bạn có thể tự nhiên tạo dáng và thoải mái với cách đứng của mình. Dáng này khiến cho người xem cảm giác đôi chân của bạn trông thon gọn hơn. Chụp hình quay lưng với ống kính. Đâu phải cứ tươi cười, mặt lạnh lùng thì mới có ảnh đẹp. Hãy đỡ gió với kiểu chụp che mặt thử xem nhé. Đây là một cách chụp show deep mà được rất nhiều bạn yêu thích. Với châm ngôn, che mặt auto đẹp, như được giới trẻ lựa chọn để tạo dáng với kiểu chụp này. Chìa khóa để có một tấm ảnh quay lưng đẹp là cần phải có bắp trao đẹp nha. Chúng ta vừa điểm qua 3 cách tạo dáng chụp ảnh với background tiệm cà phê. Để có thêm những bí kíp chụp hình sống ảo, cũng như cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất, các nàng đừng bỏ lỡ những bản tin mới nhất của Xu Hướng Cộng nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin sau.